Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngạo thân mến. Thì như các bạn cũng biết là từ hôm qua nay mình đã thông báo kênh hôm qua là dính 70 cái đơn khiếu nại, có nghĩa là bản quyền. Thì hôm nay lại dính thêm một loạt nữa. Thế nhưng không sao, cái đấy thì mình sẽ sửa từ từ. Mặc dù hơi bận, thế nhưng mà cũng theo lịch hôm nay mình sẽ ra túc tắc một tập nữa để cái ổn định hẳn cái cổ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 186 của ngày hôm nay. Mình cũng xin nhắc là hiện tại là cái phần nhạc nền, nhạc đầu nó đang có trục trặc một chút. Thì các bạn chịu khó nghe không có nhạc nền cũng được, hoặc là không có nhạc đầu, hoặc là chúng ta sẽ nghe nhạc cũ, nhạc trong kho tổng hợp. Quan trọng nhất là vẫn là nội dung chuyện, đúng không các bạn? Thế nhưng mà câu chuyện với cái video nó không được mượt mà, hài hòa. Cho mỹ quan thì các bạn cũng thông cảm. Và chúng ta bắt đầu. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngạo thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 186 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 186 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, đám người Long Tổ Dương lúc bấy giờ đã sớm bỏ chạy. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ là miễn cưỡng chấn áp ma đầu trong kim đấu. Nếu như đám người Long Tổ Dương ngoan cố không chịu rời đi, hắn sẽ phải liên tiếp thôi động hỗn nguyên kim đấu, chắc chắn sẽ lại bị ma tính khống chế. Mỗi khi hỗn nguyên kim đấu nuốt vào một người, ma tính bên trong sẽ lại càng nặng thêm một phần, thời gian ma đầu xuất thế cũng sẽ ngắn hơn một bước. Diệp Húc khẽ nhíu mày, ma tính huyền thiên đại đế lưu lại trong kim đấu cắn nuốt đám người Tạ Đình Hầu, chuyện này đã như khơi lại đống cho tàn, không thể ngăn cản. Sớm muộn gì ma đầu bên trong cũng sẽ xuất thế gây họa khắp nơi. Nếu như ma đầu trong chiếc kim đấu này xuất thế, chắc chắn kẻ đầu tiên hắn cắn nuốt chính là Diệp Húc. Chiếc bồ này đã cường mạnh như thế rồi, không biết đấm tử sa bên trong tay ta có mạnh hơn không đây. Phó Tê Lai nghĩ đến điểm này, tim đập thình thịch đập loạn, vội vàng tế khởi ấm từ xa, rồi lại thôi động một luồng thần uy hắc ám tản phát ra bên ngoài. Trong ấm dường như có một vòng càn khôn khác có thể cất chứa vạn vật, chỉ có điều uy lực không cường mạnh như hắn nghĩ, vẫn là kém xa so với hỗn nguyên kim đấu. Phong Tùy Vân thấy thế cũng vội vàng thôi động ngọc giàng, ngọc giàng bay lên không trung, đủ loại đạo vận thần văn lơ lửng, từng trận tiên âm phát ra khiến người nghe có một loại thông hiểu đạo văn ngộ đạo. Hẳn là một bộ bảo vật không tồi, chỉ là không có chút uy lực nào. Mặc dù không bằng chiếc bô kia, thế nhưng công hiệu của hai bộ bảo vật quả thật rất kinh người, rất có ích à. Hai người vô cùng hài lòng. Hai vị huynh đệ, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Diệp Húc chắp tay từ biệt Phong Tùy Vân cùng Phó Tê Lai, đem Hạo Thiên Khuyển thu vào trong ngọc lâu của mình, để cho con phá cầu này luyện hóa chỗ xương cốt vu tổ cùng linh mạch ở trong bụng, sau đó lề lướt đi. Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhân Minh Lão Phật cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như biết được Huyền Thiên Địa Cung bị người ta vơi vét sạch sẽ, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hai người này nhất rất nhanh sẽ biết được gương mặt thật của ta thôi. Phía sau lưng Diệp Húc, Luân Hồi Thiên Môn xuất hiện. Chỉ thấy từng luồng uy năng luân hồi tuôn trào, vặn vẹo đạo văn đạo ngân, chuyển hóa vòng vận mệnh của hắn, thay đổi thân phận tướng mạo, bóp méo vận mệnh, xoay chuyển thiên cơ, khiến cho người ta không có cách nào nhìn thấu căn cơ của hắn nữa. Lúc này, nếu như cường nhân cấp bậc thần vương
cưỡng chế thôi toán lai lịch của Diệp Húc, nhất định sẽ phát hiện quỹ đạo sinh mệnh của Diệp Húc trở nên quỷ dị, không còn là xuất thân từ Diệp gia Lữ Châu của trung thổ thần châu vu hoang thế giới, mà chính là một người sinh ra lớn lên trên thiên giới, có địa điểm sinh sống chính xác, có vợ cùng con trai con gái, có gia tộc sư thừa, có bạn bè thân quen, mọi thứ toàn diện rõ ràng, giống như biến thành một người khác vậy. Tướng mạo này của hắn so với trước đây đúng là một trời một vực, dung mạo thanh tú, có một loại đạo cốt tiên phong tự nhiên, phóng khoáng lãnh đạm, đem đến cho người ta một loại cảm giác đơn độc lẻ loi, bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà cuốn đi. Đây chính là sự kỳ diệu của lục đạo luân hồi, thay đổi thân phận của hắn, xoay chuyển thiên cơ. Diệp Húc cũng phải tiến vào Thánh Hoàng Kỳ, luyện thành luân hồi thiên môn xong mới lĩnh ngộ được loại thần thông này. Như vậy thì cho dù là ta có đứng trước mặt đám người luân hồi pháp vương, bọn họ cũng không thể nhận ra được. Lại nói, thiên phần so với cửu thiên còn rộng lớn hơn rất nhiều. Những nơi Diệp Húc từng đi qua trong đây chỉ là mảnh vỡ của địa ngục vị diện, một góc nhỏ của thiên phần. Ngoài những nơi này còn có những không gian mênh mông vô cùng vô tận khác nữa. Diệp Húc dọc đường đến đây chỉ thấy bên trong thiên phần là một miền hoang vu, chinh chiến liên miên, nơi đâu cũng có cự thú cường mãnh, ma thần chém giết khắp nơi, nguy hiểm trùng điệp. Với thực lực của hắn hiện nay đã có thể chống lại một vu tổ bình thường. Có điều ở nơi đây vẫn vô cùng phải cẩn thận. Vù vù vù. Một luồng thần niệm vô cùng khổng lồ bỗng từ trong hư không gào thét chui ra, quét đến như long trời lở đất. Chỉ một thoáng đã bao phủ cả mấy chục vạn dặm, xuyên thủng hư không đại địa. Luồng thần niệm này quét qua vô số sinh linh trong thiên phần, giống như cuồng phong mênh mông, thậm chí khiến rất nhiều sinh linh nhỏ yếu bị cuốn lên không trung. Còn những thứ thực lực thấp kém thì trực tiếp bị luồng thần niệm này nghiền nát. Là thần niệm của thần vương sao? Diệp Húc mặc cho luồng thần niệm này quét qua người mình, chỉ cảm thấy luồng thần niệm này không hề dừng lâu trên người của hắn. Sau khi quét lướt thông suốt, liền gào thét chui ngược lại hư không. Chỉ nghe thấy một âm thanh uy nghiêm truyền vọng ra. Tên tiểu tử đó không có ở đây. Là luân hồi pháp vương đang lục soát khắp nơi. Ta nếu như không dùng uy lực của luân hồi thay đổi vòng mệnh, chỉ e rằng thần niệm của hắn vừa quét qua liền đã đánh cho ta hiện nguyên hình rồi. Diệp Húc tỏ ra không có chuyện gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, lại có một luồng thần niệm đan sen cùng Phật quang đảo qua, chính là Nhân Mi Lão Phật, đang tìm kiếm tung tích của hắn. Thế nhưng cũng như luân hồi pháp vương, chỉ quét qua người hắn mà không phát hiện gì. Diệp Húc thong thả bước đi vừa du ngoạn, vừa luyện chế linh mạch trong ngọc lầu. Tu vi cứ như vậy mà tăng lên. Bẵng một cái, đã hơn một tháng thời gian trôi qua. Hắn cuối cùng cũng đến được điểm cuối cùng của miền địa ngục vị diện này. Chỉ thấy tiếp giáp với miền địa ngục vị diện này chính là thế giới thiên phần còn cao cấp hơn. Bích lũy của thế giới này so với bích lũy khi tiến vào thiên phần lại còn dày nặng hơn, tinh thuần giống như một bảo vật. Lúc này, nơi đây đang có hai vị đại thần vương đang sục sạo tìm kiếm tung tích của ta. Mặc dù ta đã dùng uy lực của luân hồi bóp méo vòng mệnh, thế nhưng rất khó để không lộ ra sơ hở. Chỉ bằng rời khỏi nơi đây, thử đến thiên phần khác xem sao. Phía sau lưng của Diệp Húc, luân hồi thiên môn xuất hiện, vặn vẹo hư không. Chỉ thấy bích lũy thế giới phía trước dần dần xuất hiện từng đạo hoa văn xoắn ốc, càng lúc càng mỏng. Một lúc sau, cuối cùng cũng đã thông được bích lũy này. Diệp Húc nhẹ nhàng sải bước đi vào bên trong miền thế giới này. Ồ, khí tức cổ xưa. Hắn vừa tiến vào thế giới thiên phần này, lập tức cảm nhận được luồng khí tức hoàn toàn khác so với địa ngục vị diện đập vào mặt mình. Địa ngục vị diện tràn ngập ma khí, cuồng bạo, tử vong. Còn nơi đây mặc dù có loại khí tức thế giới tử vong, thế nhưng lại có vẻ thần thánh hơn rất nhiều. Non xanh nước biếc, không hề làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng giống như ở địa ngục vị diện. Đây là một miền thế giới giống như ngọc thạch, ngọc sơn, ngọc thụ, thậm chí cả nước trong dòng sông đang chảy cũng giống như ngọc tương. Bầu trời giống như một khối mỹ ngọc khổng lồ, so với hư không của địa ngục vị diện còn kiên cố hơn rất nhiều. Nơi đây là mảnh vỡ của Thái Minh Hoàn Thiên. Diệp Húc cảm nhận được luồng khí tức truyền đến từ miền thế giới cổ xưa này, chỉ cảm thấy đạo ngân, đạo văn của Thái Minh Hoàn Thiên trên luân hồi thiên môn dục dịch chuyển động, hấp thu khí tức của Ngọc Hoàn Thiên từ hư không, tự mình sinh trưởng hoàn thiện. Chỉ là thiên địa đại đạo trong hư không quả thực yếu ớt, chỉ giúp hắn nâng cao một phần vô cùng bé nhỏ. Wow. Trong những dãy núi truyền đến một tiếng ngâm dài, khiến những bầy chim kinh động bay ra bên ngoài. Thân thể của những điểu thú này không ngờ cũng giống như ngọc, đang vỗ cánh bay ra. Diệp Húc thầm thấy kỳ lạ. Hey,
Nếu như có khiếu thiên tham ăn ở đây, chắc chắn sẽ lại làm nhốn nháo cả lên, đòi nướng mấy con chim ngọc kia rồi. Mảnh vỡ ngọc hoàn thiên so với địa ngục vị diện cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Húc dọc đường đi gặp rất nhiều các loại cự thú còn to khỏe hơn rất nhiều so với địa ngục vị diện. Hắn còn gặp mấy tôn ma thần đã tu luyện đến cảnh giới vu tổ, vô cùng cường mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đám người Long Tổ Dương. Những ma thần này đã xây dựng thành trì trên những di tích cổ xưa trong Ngọc Hoàn Thiên vị diện, thống trị một phương, hoàn toàn không dã man như ở địa ngục vị diện. Hễ thấy người là đòi đánh đòi giết, có điều cũng không ưa mấy vu sĩ đến từ thiên giới. Di tích trong Ngọc Hoàn Thiên rất nhiều, thậm chí tiên mộ cũng không thiếu. Có thể thấy được trước kia nơi đây đã từng hưng thịnh đến như thế nào. Diệp Húc thỉnh thoảng cũng gặp được những cường nhân đến từ thiên giới, đa số là đến từ Mân Thiên Thần Giới. Hẳn là vì bích lũy giữa Mân Thiên Thần Giới với nơi đây rất yếu mỏng, nên các cao thủ của Mân Thiên có thể đến đây tu luyện. Hắn càng tiến sâu vào Ngọc Hoàn Thiên lại càng gặp nhiều cao thủ của thiên giới. Ai nấy đều hung thần ác sát, thậm chí còn hung ác hơn cả cự thú ác ma cùng ma thần của Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ cần nghe không lọt tai liền ra tay đánh đấm, cho đến khi giết được đối phương mới thôi. Diệp Húc cũng suýt nữa thì nảy sinh xung đột với đám cao thủ thiên giới này. Có điều, tu vi thực lực của Diệp Húc hiện nay đã có thể sánh ngang vu tổ, bị đối phương khiêu khích, liền một chiêu đánh gục, sòng phẳng dứt khoát. Ồ, vị tiểu huynh đệ này trông mặt mũi rất lạ, lẽ nào cũng là thuộc hạ của tổ vương thần thành trước đây sao? Diệp Húc một chỉ xuyên thủng một vị thánh hoàng có ý đồ ám sát hắn. Đột nhiên chỉ thấy một giọng nói ôn hòa truyền đến, vội vàng theo tiếng nhìn lại thì thấy một vị lão nhân đạo cốt tiên phong đang nhẹ nhàng lướt đến, sắc mặt lương thiện, ha ha cười nói: "Tiểu huynh đệ, lẽ nào là người mới bị thiên giới truy nã ư? Một chỉ giết thánh hoàng, thủ pháp rất được. Lão phu kiến thức hạn hẹp, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy người trên bảng truy nã ác nhân thiên giới." "Sao? Bảng truy nã ác nhân thiên giới ư? Chẳng trách những người này sát khí lại nặng như vậy, thì ra đều là những kẻ chuyên làm việc ác. Có điều vị lão nhân này nhìn cũng có vẻ lương thiện, chẳng lẽ cũng là một tên lòng dạ ác độc hay sao?" Diệp Phúc trong lòng đề phòng, vội vàng cẩn thận đánh giá vị lão nhân này. Chỉ thấy người kia rất ôn đồn, hòa nhã, mặt luôn tươi cười, rõ ràng không có dáng vẻ gì của một kẻ xấu, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thân cận. Lúc này hắn mới chắp tay cười nói: "Tại hạ quả thực là gần đây mới bị truy nã, chẳng qua chỉ là không kìm nổi cơn giận, giết phải tên tiểu tốt, liền bị thiên giới truy nã rồi." Vị lão nhân kia nghe thế vậy như tỏ vẻ đồng cảm, thổn thức nói: "Chư thiên thần vương thật sự là quá bá đạo rồi. Chỉ vì một chuyện bé tí mà liền coi chúng ta như mấy tên ma đầu, chỉ muốn nhanh chóng diệt trừ, quả là đáng hận. Bọn họ nào biết trong bảng truy nã ác nhân hoàn toàn không phải đều là người xấu cả, cũng có những người lương thiện như ta và ngươi. Thực không dám giấu giếm, lão phu cũng là bởi vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị thiên giới truy nã đến tận bây giờ, phải trốn tránh ở khắp nơi, không có ngày nào là không sống trong sợ hãi." Diệp Phúc tinh tế cảm nhận tu vi của vị lão nhân này, chỉ thấy tu vi của y sâu không lường được, chỉ e còn mạnh hơn cả Long Tổ Dương, liền thở dài nói: "Chư thiên thần vương không biết sự trung nghĩa của chúng ta, chỉ trọng dụng những tên định bỡ, gần tiểu nhân xa quân tử, quả thực khiến người ta khinh thường. Bản thân ta một lòng hướng minh nguyệt, nhưng minh nguyệt sao có thể soi sáng mương khe, chỉ hận bản lĩnh của mình không có đất dụng võ." Lão nhân kia mặt mày rạng rỡ cười nói: "Cũng may Đàm Tổ thần vương lần này triệu mở đại hội, chiêu mộ thiên hạ hào kiệt cùng trung nghĩa hiền lương trong bảng truy nã, tụ hợp tại tổ vương thần thành cùng bàn đại sự. Huynh đệ tốt à, ta và ngươi vừa gặp đã như quen biết từ lâu, lần này có rất nhiều cao thủ cùng đến, quần hùng sừng bá, chi bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ, để tránh bị bọn họ ức hiếp đi." Diệp Phúc chần chừ nói: "Ta cũng đang có ý này, chứ là không dám trèo cao. Phải rồi, tiểu đệ lỗ mãng rồi, còn chưa hỏi tôn tính đại danh của lão tiên sinh, tại sao lại bị thiên giới truy nã vậy?" Vị lão nhân kia mặt mày hiền hậu, ha ha cười nói: "Lúc nãy lão phu cùng tiểu huynh đệ tán gẫu rất vui, vừa gặp mà như đã quen biết rồi, cũng quên mất giới thiệu bản thân. Lão phu nhân xưng là Cực Lạc lão tổ, xin hỏi tôn hiệu của tiểu huynh đệ." "Cực Lạc lão tổ sao? Ông nội ơi, ta sao lại đen đủi thế này, gặp đúng lão già dâm côn." Sắc mặt của Diệp Húc trở nên vô cùng cổ quái, giống như vừa ăn phải rùi bọ, rất khó chịu.
Hắn ở trong bảng truy nã của thiên giới đã thấy qua tên của Cực Lạc lão tổ. Người này xông vào hậu cung của vị thần vương nào đấy, cưỡng bức mấy trăm vị vương phi trong hậu cung đến chết. Quả nhiên là bụng dạ nham hiểm. Tiểu đệ Tống Cao Đức. Diệp Phúc kiên trì nói, Tống lão đệ, lão phu cùng ngươi tâm đầu ý hợp, chúng ta bát bái kết giao, cùng nhau làm nên sự nghiệp lớn. Cực Lạc lão tổ ha ha cười lớn, hào khí can vân nói. Diệp Phúc trong lòng thầm ai oán, sự nghiệp lớn sao? Sự nghiệp lớn theo lời của lão già dâm côn này, không phải là lại đi cưỡng bức vương phi của các vị thần vương nào đấy chứ? Ở cùng lão già dâm côn này kết bái huynh đệ, ta cho dù có nhảy xuống thiên hà 8 kiếp cũng không rửa sạch ô danh được. Lão tăng dâm đãng Cực Lạc lão tổ này tu vi so với Diệp Phúc cao hơn không biết bao nhiêu, thực lực của lão cũng cao minh cực kỳ. Diệp Phúc tự nghĩ, nếu mình không tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu, chỉ sợ căn bản không thể làm gì được lão. Hiện tại không tốt cùng với lão tăng dâm đãng này mà trở mặt với nhau. Cũng may ta đảo ngược bánh xe số phận, dùng tên là Tống huynh đệ để kết bái cùng lão già này, nên cũng không có cái gì cả. Cùng lắm thì... Diệp Phúc cắn răng, lúc này cùng Cực Lạc lão tổ tam bái vi giao, kết làm huynh đệ. Còn về phần Cực Lạc lão tổ, Cực Lạc lão tổ cẩn thận suy nghĩ, tuy không có gặp qua ở trên bảng truy nã tên Tống Cao Đức, thế nhưng mà số người trên bảng truy nã của thiên giới rất nhiều. Mỗi một tòa thiên giới đều có không biết bao nhiêu hạng người ác danh khét tiếng, nhiều đếm không xuể. Hơn nữa, tùy thời sẽ có người chết đi, có người mới lên bảng, nên lão cũng không để ở trong lòng, liền cười nói, hảo huynh đệ, lão ca ca ta bị thế nhân hiểu lầm, đã cho là ta phẩm hạnh không đoan chính, thường thường vừa nghe đến danh hiệu của ta, nếu không phải là muốn giết ta thì cũng là những lời lăng nhục nhân cách của ta, bởi vậy nên có rất ít người cùng ta tam bái vi giao. Lão thở dài cô đơn nói, người hiểu ta vị lòng ta lo, kẻ không biết ta vị ta cầu gì được đây. Đối với hiểu lầm này, lão ca ca tự nhiên chỉ cười, đem đối phương giết chết là xong. Loại người có mắt không tròng này lưu lại cũng chỉ là lãng phí linh mạch thôi. Tống lão đệ, nói xem có đúng hay không? Lão ca lượng cao nhã, tiểu đệ không bằng, không bằng. Diệp Phúc thán phục cười nói, đàm tổ thần vương nổi tiếng đã lâu rồi, thế nhưng tiểu đệ vẫn còn chưa thấy qua kìa, không biết Cực Lạc lão huynh có từng gặp qua vị thần vương này chưa vậy? Cực Lạc lão tổ nghiêm nghị nói, đàm tổ thần vương chính là người thứ hai mà lão ca ca ta bình sinh khâm phục nhất, người mà lão ca ca ta bình sinh kính nể không nhiều. Xếp hàng thứ nhất đương nhiên chính là Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, khai sáng vu pháp thịnh thế. Người này thật tuyệt vời, năm đó ta thành danh thì thần vương vừa mới xuất đạo, tuổi không quá 300-400 tuổi, một đường mò mẫm đánh đấm, dùng mấy trăm năm tu thành thần vương. Cái loại tư chất này, loại nghị lực này, mặc dù không phải thiên hạ vô song thì cũng là thiên hạ hãn hữu. Điều làm ta tối khâm phục là thần vương đối với những cao thủ có tài thế nhưng không gặp thời như chúng ta đều có chiếu cố. Lão ca ca ta đã từng bị người đuổi giết gần như chết rồi, may mắn có thần vương tương trợ thế nên mới tránh được một kiếp nạn, nếu không há có thể đứng ở chỗ này cùng huynh đệ người kết nghĩa kim lan cho được. Sao, đàm tổ thần vương thật sự là nhiều chuyện, lại còn ra tay cứu lão giả dâm đãng này sao? Thế nhưng mà nói trở lại, khi thần vương biết người được chính mình cứu lại là Cực Lạc lão tổ, trong lòng nhất định phải thầm hối hận mất thôi. Trong lòng Diệp Phúc đối với nhân vật truyền kỳ đàm tổ thần vương này cũng rất tò mò. Trải qua một thời gian dài trên bảng truy nã ác nhân, tên vị thần vương này luôn xếp thứ nhất. Nếu không phải mình là lực lượng mới xuất hiện nổi bật vượt qua ngày, chỉ sợ đàm tổ thần vương còn sẽ tiếp tục chiếm cứ thứ nhất, không người có thể vượt qua. Trong lòng của hắn nóng lên, âm thầm tính toán. Ứng sư huynh, Ma Hoàng và Hạng Thông Chủ cũng đã lên ác nhân bảng. Lần này đàm tổ thần vương mời rộng rãi hạng người cùng hung cuộc ác ở trong thiên hạ. Ba người bọn họ hẳn là đã ở trong danh sách được mời rồi. Lại nói, Diệp Phúc phi thăng thiên giới đã được mấy năm, mà đám người Ứng Tông Đạo phi thăng trước hắn. Tính toán lại, ba người bọn họ đã ở tại thiên giới nhiều năm. Lấy tâm trí tư chất cùng ngộ tính của bọn họ mà đoán, hẳn là thực lực tu vi đều đã tăng lên một bước thật dài. Nhưng mà thiên giới cường giả rất nhiều, các loại loạn lưu bắt đầu khởi động, thật sự không phải là mảnh đất lành. Lần này, đối với Diệp Phúc, lòng tràn đầy cảm xúc, bức thiết muốn biết an nguy của ba người. Huynh đệ, đàm tổ thần vương mặc dù là người tốt, sẽ không chậm trễ để cho chúng ta. Thế nhưng trên bảng truy nã thiên giới cũng không phải đều là hạng người thuần lương như ta và đệ đâu. Những người khác cũng không phải là như đạo đức tốt như chúng ta, thường thường lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hơn phân nửa nhìn thấy chúng ta, nếu không giết
thì cũng sẽ mắng mỏ kìa. Cực Lạc lão tổ cùng Diệp Phúc sóng vai mà đi, ân cần dạy dỗ nói: Nếu là gặp hạng người không phân rõ phải trái, có mắt không tròng, huynh đệ người không cần do dự, một đao phách qua, đem đối phương cắt đứt, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Hết thấy hậu quả của lão ca ca ta lo liệu rồi. Diệp Phúc chớp chớp nhãn tình thầm nghĩ: Cực Lạc lão tổ này cũng là thành danh quá kém, nếu là thằng nhãi này đi lên liền báo ra danh hào, lão tử cũng muốn tê lên Hỗn Nguyên kiếm đấu, không nói lời gì liền xử thằng nhãi này rồi. Tuy nhiên ta còn cần lão già dâm đãng này dẫn đường đi tổ vương thần thành, đành phải hàm oan Tống Câu Đức vậy. Tống huynh, ngươi là người tốt, người tốt. Ồ, nhìn kìa, Cực Lạc lão tổ sao? Cái lão già dâm tiện này rõ ràng cũng dám đi thần thành tham dự cuộc họp sao? Diệp Húc vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy mây đen bay kín trời, hơn 10 tên khí thế cưỡi những con thú lớn ở giữa không trung gào thét mà đến, yêu khí cuồn cuộn, cũng là yêu tộc thánh hoàng. Cực Lạc lão tổ, loại người như ngươi đi thần thành chính là làm bẩn mặt mũi đàm tổ thần vương mà. Một tên kỵ sĩ ghim chặt cự thú từ trên cao nhìn xuống Cực Lạc lão tổ, lập tức xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên người Diệp Húc, cười lạnh mà nói: Nguyên lai lại là một tên dâm dục nhỏ, ngươi cùng Cực Lạc lão tổ đồng hành cũng đúng là cá mè một lứa, đều là dâm tặc cả. Ta thập nhị anh khốn long đạo cùng tên truy nã bảng với các ngươi thực là một loại sỉ nhục mà. Không sai không sai, Cực Lạc lão tổ, tuy rằng ngươi là vu tổ, nhưng ta thập nhị anh khốn long đạo cũng không nghe ngại ngươi đâu, đã sớm muốn vì thiên hạ trừ hại rồi. Một vị kỵ sĩ khống chế cự thú gào thét vọt tới, trường thương quét ngang, quét thẳng vào ngang lưng của Diệp Húc cùng Cực Lạc lão tổ. Khốn long đạo, 12 cái loài bò sát lại cũng dám khiêu khích Cực Lạc lão gia ta sao? Thiên ý như đao. Cực Lạc lão tổ giữ tợn cười một tiếng, tâm niệm vi động, chỉ thấy quanh thân đạo vận phun mạnh ra, hóa thành một thiên đao sáng như tuyết, gào thét chém tới. Đường trường đem tên kỵ sĩ kia chém thành hai nửa, tính cả cự thứ của y cũng bị chém giết tại đường trường. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên đao liên chạm giống như bổ dưa chặt rau, đem thập nhị anh khốn long đảo giết ngay 7 người. Giữa không trung giống như chút xuống một trận mưa máu, hiện trường vô cùng thê thảm. Thập nhị anh khốn long đảo còn lại 5 người kinh hãi muốn chết, vội vàng khống chế cự thú, chạy về bốn phía, giận dữ mới hét lên: Cực Lạc lão tổ, còn có đứa kia nữa, các ngươi chờ đấy, thần thành sẽ là chỗ chết của các ngươi. Cực Lạc lão tổ cười ha hả, cũng không đuổi giết mà cười nói: Lão tử liệu các ngươi mấy cái mạng chó, không phải vì cái gì khác, đúng là muốn các ngươi đi thần thành tuyên dương uy danh hai người huynh đệ chúng ta một phen. Vị huynh đệ bên cạnh ta kia là người cùng sở thích với ta, cùng ta kết nghĩa làm anh em kết nghĩa. Hắn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, cùng ta Cực Lạc lão tổ kết nghĩa anh em, tên là Tống Cao Đức. Tiên già dâm côn Cực Lạc lão tổ, tiểu dâm tặc Tống Cao Đức kia, ta nhớ được các ngươi, đi chúng ta đi thôi. Ngũ anh khốn long đảo thúc giục cự thú gào thét mà đi. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, trong lòng lẩm bẩm mãi không thôi. Cực Lạc lão tổ cười nói: Tống lão đệ không cần lo lắng, bảng tên trên truy lã từ trước đến nay là bắt nạt kẻ yếu cả. Đệ tàn nhẫn với bọn họ liền e ngại đệ mời đệ, không dám tới tìm đệ phiền toái. Nếu như đệ mềm yếu với bọn họ sẽ ngồi lên trên đầu của đệ. Lão đệ, ta thấy đệ ra tay không lưu lại người sống, điểm ấy thật không tốt à. Đệ xem, thanh danh lão ca ca ta đây, mỗi người nghe tin đã sợ mất mật, đó là vì ta lưu lại người sống kìa. Huynh trưởng anh minh, huynh trưởng anh minh. Diệp Phúc trong lòng oán thầm không thôi, buồn bã ỉu xìu nói. Cực Lạc lão tổ rất là vui vẻ, vỗ vỗ thật mạnh vào đầu vai của hắn, rồi lên tiếng: Lão đệ, đi theo lão ca ca xem như theo đúng người rồi, chỉ cần không bao lâu nữa, đệ sẽ danh dương thiên hạ. Cửu thiên thần giới cùng thiên phần, không người nào không biết đến, không người nào không hiểu. Ở trên bảng truy nã, bài danh cũng sẽ tăng lên thật lớn. Tuy rằng không thể vượt qua được người giết hại thần tử kia, nhưng thứ tử cũng sẽ bay lên đến vị trí thấy được kìa. Diệp Phúc càng cảm giác được mình đi theo Cực Lạc lão tổ cùng tới tổ vương thần thành là một quyết định sai lầm, hận không thể lập tức ra tay xử lý lão già không dâu này để mà nghênh ngang rời đi. Cái lão dâm tặc này, ngay cả Tống Cao Đức, Tống huynh đệ thành danh cũng làm hỏng mất rồi. Không biết tương lai Tống huynh đệ tu thành vua hoàng, phi thăng thượng giới, có thể không ngạc nhiên khi phát hiện ra y đã muốn danh dương thiên hạ, đi tới chỗ nào đều là kêu đánh kêu giết hay không đây. Hai người sóng vai mà đi,
Diệp Húc đạo cốt tiên phong, thanh tú thiếu niên, mà Cực Lạc lão tổ cũng tiên phong đạo cốt, tay áo phiêu phiêu. Trên thân của hai người hồn nhiên không thấy được nửa phần hung dữ, ngược lại làm cho người ta đưa mắt nhìn đến liền sinh lòng thân cận, tưởng hai vị thế ngoại cao nhân. Lại không biết hai người bọn họ, một người xếp hàng thứ nhất ở trên bảng truy nã, một người bài danh thứ tư, đều là hạng người xấu có tiếng. Lão đệ, trên bảng truy nã cao thủ rất nhiều, thực sự không phải là dựa theo tu vi mà bài danh, còn có nhiều cao thủ thực lực còn ở phía trên cả ta kìa. Tỉ như trên bảng truy nã xếp hạng thứ nhất là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Người này tu vi cũng không biết cao minh như thế nào, mà là lòng dạ độc ác, còn ở tại phía trên của lão phu. Cực Lạc lão tổ hiển nhiên cũng không có bao nhiêu bằng hữu, sau khi cùng Diệp Húc kết bái liền liên tục không ngừng giới thiệu các loại tri thức, cười nói: thực lực của hắn ở trước mặt Đàm Tổ Thần Vương tự nhiên bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng hắn lại cơ hồ đem thần tử Chư Thiên Thần Vương giết hại một lần, chỉ kém không xử lý con cái vua chúa, bởi vậy xếp hàng thứ nhất. Trong đám người bài danh thấp khác cũng có người mạnh mẽ đáng sợ, so với ta còn muốn mạnh hơn, cũng có hơn 10 người kìa. Tỉ như Kim Bằng lão tổ, Ác Tăng Đà La Ly, Phẫn Nộ Tôn Vương, thực lực đều gấp trăm lần ta cả. Hey, đến Tổ Vương Thần Thành rồi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những tòa ngọc phong sáp nhập tận trời, thẳng tắp như kiếm, mà ở nhiều đầu vú phía trên đều tọa lạc một tòa thành lớn, giống như vương giả cao cao tại thượng, làm cho người ta thấy thật là ngoạn mục. Diệp Húc lập tức cảm giác được tòa thành lớn này bên trong có một cỗ hơi thở mạnh mẽ khôn cùng, giống như đại đạo lưu chuyển. Rõ ràng là vô tổ chi lưu, hung thần ác sát, chỉ là qua cái hơi thở này có thể cảm giác được đều là hạng người giết người không tính toán. Đàm Tổ Thần Vương thật sự là thần thông quảng đại mà, thực tế có thể đem tất cả ác ôn của cửu thiên thần giới hết thảy tụ tập vào lúc này, có thể thấy được lời hiệu triệu của người này là cái người cỡ nào. Nếu như ông ta tính tiến vào cửu thiên thần giới làm bá chủ một phương cũng không phải là không có khả năng. Hai người phi thân lên bay về hướng tòa thành lớn này. Khiêm tốn một chút Tống lão đệ, chúng ta đang ở trong thần thành, chỉ bằng khép nép một chút đi. Cực Lạc lão tổ ở ngoài thành cũng không khỏi lộ ra sắc cẩn thận, thấp giọng mà nói: lão ca ca, tuy rằng tự nhận là trung nghĩa, có thể danh thiên địa, thế nhưng bên trong bọn người kia có người đố kỵ thanh danh của ta, nếu là kinh động đến bọn họ, vậy chịu không nổi rồi. Diệp Húc đang định đáp ứng, đột nhiên chỉ nghe thấy từng tiếng ca rõ ràng truyền đến, ý cảnh xa xưa vang tận mây xanh, làm cho người ta có một loại ý vị văn đạo. Chẳng những Diệp Húc, Cực Lạc lão tổ nghe vào bên tai, mà cả tòa thần thành cũng khắp nơi đều có thể nghe thấy. Từng thấy trong lửa mặt trời ra, từng thấy hồng mông sinh thanh liên, thiên địa tiêu giao mặc ta du, tự tự tại tại nhất thánh tiên. Cực Lạc lão tổ không khỏi động dung, cũng thất thanh nói: trong lửa đại nhất, hồng mông thanh niên. Ông trời ơi, người này thế nhưng từ thời đại Hạo Thiên Đại Đế sống đến hiện tại, trải qua 4 triều thiên đế, chẳng phải là nói người này đã có 140 năm vạn năm tuổi thọ hay sao? Chẳng lẽ nói là một vị tiên nhân ư? Tiếng ca này kinh động cao thủ cả thành Tổ Vương Thần Thành, không biết bao nhiêu thánh hoàng, vu tổ đều đứng dậy, hướng cái nhìn đến chỗ có tiếng ca, chỉ thấy tiên khí lợn lờ, tiên quang vạn trượng, phiêu nhiên như lai, kết xuất đủ loại dị tượng, xác thực có tiên nhân chi tướng. Trong lòng Diệp Húc kinh ngạc vạn phần, nếu chủ nhân tiếng ca thật sự gặp qua Hạo Thiên Thanh Đế, vậy ngày này xác thực có hơn 100 vạn năm tuổi thọ. Trừ bỏ viễn cổ tiên nhân, hắn thực sự không tìm thấy người nào có thể có tuổi thọ dài đến như vậy. Chẳng lẽ nói thật sự còn có tiên nhân gì thế hay sao? Mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi hồ nghi, hắn nghi ngờ nói: không, không thể nào đâu. Cực Lạc lão tổ cũng lộ ra vẻ kích động: Tống lão đệ, đệ còn trẻ tuổi, kiến thức thiếu, nghe đồn thế gian này xác thực có tiên nhân, thậm chí nghe đồn có người gặp tiên, được tiên nhân điểm hóa, từ đó về sau trường sinh bất lão. Mà người có biết Thiếu Hạo Đại Đế không? Truyền thuyết có nói chính mắt vị đại đế này ở Loạn Không Hải đã gặp qua tiên tử. Đại đế già đi, vị tiên tử kia không có già đi, thì sùng nhan như trước. Diệp Húc cũng nghe qua lời đồn này, thậm chí lần trước ở Loạn Không Hải hắn cũng đã gặp vị tiên trong truyền thuyết. Vị tiên tử kia chỉ nhìn thoáng qua như gặp người trời. Tiên quang kia từ từ đi qua rồi từ từ đến gần, ở xa xa cho người ta một loại cảm giác như tắm vào gió xuân, cọ rửa đi sát khí của Tổ Vương Thần Thành, giống như trong dòng đục cuồn cuộn rủ xuống nở lên một bông hoa sen trắng trong nước bùn mà không nhuộm mùi hôi tanh. Cho dù là đồ đệ hung hãn dữ tợn cũng cảm thấy tự biết xấu hổ. Chỉ thấy tiên quang phun ra hóa thành đài sen, kết ra thành 12 phẩm đài sen,
ẩn nấp ở thật sâu bên trong thiên quang, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy trên đài sen một vị đạo nhân ngồi xếp bằng, cầm trong tay phất trần, tà áo khoác lên đầu vai. Trên đỉnh đầu một chuỗi ngọc châu kết xuất ra ngàn vạn tia sáng kỳ dị, muôn hình vạn trạng, làm cho người ta nhìn không ra, nhìn không thấu, nhìn không rõ. Diệp Húc nhìn đến tiên quang này chỉ cảm thấy có một chút quen mắt, giống như vu, thế nhưng không phải vu, giống như tiên, nhưng không phải tiên, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Giả thần giả quỷ, sau khi lục đạo tan biến, thế gian không còn có tiên nhân tồn tại. Trong tổ vương thần thành, đột nhiên một cỗ thánh uy dâng lên, hóa thành thập điện Diêm La, thập phương địa ngục, hóa thành một tòa địa ngục ma môn. Một gã thiếu niên hắc y lao ra từ thần thành, hung thần ác sát, sát khí nồng đậm, tưởng chừng như có thể ngưng kết thành nước, cười ha hà nói: "Tiểu tử, trong tiên quang kia, người đánh lừa lầm người rồi. Trong tổ vương thần thành đều là hạng người giết người như ngoé, người rõ ràng lừa trên đầu chúng ta, người ăn gan báo rồi. Hôm nay lão tử Ma La Thiên liền bốc mặt nạ của ngươi, đem người đánh về nguyên hình." Cực Lạc lão tổ cười nói: "Hóa ra là Ma La Thiên, đây là một trong tam hung hàng đầu cực thịnh gần đây nhất. Nghe nói ba người này là từ hạ giới Phi Thăng, thượng giới Vu Hoàng. Tất cả có ba người, hai người khác là Ứng Tông Đạo và Hạng Tịch. Ba người này làm nhiều việc ác, đen trắng ăn hết cả, hại chết không biết bao nhiêu người, tụ tập một số lớn tài phú, khổ tu một phen rốt cục cũng thành tiểu thánh hoàng. Hà Tống lão đệ, đệ xem bên người Ma La Thiên cái tên thiếu niên áo trắng kia, đó chính là Ứng Tông Đạo. Tên trung niên nho sĩ bên cạnh, đó là Hạng Tịch kìa." Ánh mắt của Diệp Phúc quét tới, quả nhiên nhìn thấy ba người Ứng Tông Đạo, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại bất động thanh sắc, đồng thời lại buồn bực vạn phần. Xem cái kiểu phô trương này, phảng phất là Ứng sư huynh sắp đặt từ đầu đến cuối. Tuy nhiên bọn họ ba người đang ở trong thành, vậy ngoài thành trong thiên quang thì là những ai đây? Cực Lạc lão tổ cười hăng hắc nói: "Ba người này nay danh tiếng cực thịnh, thủ đoạn lại cũng không yếu, so với thánh hoàng bình thường cũng cao minh hơn rất nhiều đấy, tư chất cũng tài tình không kém. Này không biết tiên nhân này đến tột cùng là thật hay là giả, nên đơn giản để cho ba người bọn họ xung phong thôi." Người cùng ý tưởng với lão hiển nhiên không ít, đều muốn cho ma hoàng tính tình dữ dằn đi dò xét sâu cạn của cái vị tiên nhân đột nhiên tới này. Nếu là giả dối, bị ma hoàng đánh chết xong hết mọi chuyện, mọi người được quyền làm một chuyện cười. Nếu quả thật thần thông quảng đại, là di thế tiên nhân cận tồn, có thuật trường sinh bất lão, vậy họ sẽ xử lý hạ giới tam hung, lấy lòng vị cổ tiên này. Ma hoàng Ma La Thiên lúc bấy giờ cười ha hả, hung uy bắn ra bốn phía, vừa sải bước tiến lên, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện thập đại hóa thân, đồng thời thúc giục thập đại ma điện, ầm ầm hướng thiên quang chấn áp. Thiên đạo bất phục, nhân tâm bất cố. Bên trong tấm tiên quang kia truyền đến một tiếng thở dài, buồn bã nói: "Đạo nhân chính là Vi Diệu Viên Thông chân quân, đạo hiệu Trùng Hư chân quân. Lần này tới là tìm Y Bát truyền nhân, truyền thụ đại đạo vĩnh sinh bất tử. Không ngờ lại gặp được người đồ đệ bất hảo này, thật sự là mất hứng." Chỉ thấy bên trong thiên quang từ từ vươn ra một ngón tay tròn xoay như ngọc. Ngón tay này còn chưa chạm đến 10 đại thánh bảo, 10 đại hóa thân của Ma La Thiên. Liền thấy Ma La Thiên Ma Hoàng thét lớn một tiếng, hóa thân cùng thánh bảo hết thảy bị chấn phải đổ quay về, nửa phần uy năng cũng không triển khai ra được. Đầu ngón tay kia áp chế, đem Ma La Thiên định nguyên tại chỗ, không thể cử động, không thể động đậy, phảng phất như bị giam cầm tất cả tu vi vậy. "Yêu đạo, người dám làm tổn thương như đệ của ta sao?" Hạng tông chủ giống giận, đằng đằng sát khí, phi thân tiến lên, hướng đầu ngón tay kia giết tới. Cùng lúc đấy, Ứng Tông Đạo cũng đồng thời động thủ. Hai đại cao thủ cùng đánh, uy lực không thể khinh thường. Thực lực của hai người bọn họ so với Ma La Thiên không kém chút nào, uy lực hai người liên thủ cơ hồ có thể sánh bằng thánh hoàng đỉnh cao. Thế nhưng mà trước mặt đầu ngón tay kia lại giống như kiến cảng lai cây, không thể lay động mảy may đầu ngón tay kia được. Ngược lại, thánh bảo vừa mới tế lên gặp phải ngón tay kia, uy lực thánh bảo này hoàn toàn biến mất, ngã rơi xuống, cũng đồng thời bị đầu ngón tay kia chấn áp. Cái vị Vi Diệu Viên Thông chân quân trong thiên quang kia thực lực thông huyền, thật sự không phải chuyện đùa. "Ồ, cái vị Vi Diệu Viên Thông chân quân trong thiên quang này thực lực thông huyền, thật sự không phải chuyện đùa, so với ta còn muốn cao minh hơn rất nhiều." Cực Lạc lão tổ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Hắn đã có thể vặn vẹo quy tắc vu đạo trong thiên địa, thậm chí có thể làm nhiễu đến thánh bảo, đây tuyệt đối là cường giả bên trong cổ tiên, chả trách có thể từ sau đại phá diệt mà sống đến hiện tại."
Diệp Húc lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái vị trùng hư chân quân, trùng hư chân nhân bên trong thiên quang kia xác thực làm cho người ta cảm giác một loại dị thường mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác dừng lại trước núi cao. Một đầu ngón tay vươn ra, quả thật thay đổi quy tắc thiên địa. Mới vừa rồi, Ứng Tông Đạo ba người ra tay, xác thực cũng là thúc dục toàn lực, thế nhưng mà luôn cho hắn một loại cảm giác quái dị. Vi Diệu Viên Thông Chân Quân chắc là một vị tiên tôn viễn cổ đại vãng tích. Nhưng mặc dù y cường đại như thế nào, cũng không có thể so sánh với Địa Tiên Chi Tổ, với Ngọc Hoàng Đại Đế. Bọn họ càng mạnh hơn chứ. Nhưng những nhân vật này đều cũng đã chết già, đều cũng đã tạo hóa rồi, hóa đạo. Vi Diệu Viên Thông Chân Quân làm sao có thể sống đến hiện tại được đây? Đầu ngón tay mượt mà như ngọc kia thu hồi, tiên quang cuốn xuống, đem Ứng Tông Đạo ba người hết thảy cuồn cuộn nổi lên. Tiếng cười trong tiên quang truyền đến. Ba người các ngươi tuy rằng bất hảo, nhưng đạo nhân cũng không có ý giết người. Đạo nhân đến đây là tìm đồ nhi có tư chất thật tốt để truyền thụ bất diệt đại đạo, cùng nhau sống mãi, có người làm bạn. Cũng vậy, ba người các ngươi làm đan đồng cho đạo nhân thôi, nói không chừng cũng có cơ duyên. Cực Lạc lão tổ dậm chân liên tục, mắt nóng rừng rực, cực kỳ hâm mộ nói: Mọi người đều nói hạ giới tam hung giả hoạt dị thường, quả nhiên là thế. Tống lão đệ, ba người này lấy lùi để tiến, nhắm chúng Viên Thông Chân Quân đoái thương, này bé nhập tiên môn, khoảng cách trường sinh bất tử lại gần thêm một phần, quả nhiên giàu hoạt. Diệp Húc cười lạnh nói: Làm đan đồng rất đáng được hâm mộ hay sao? Chúng ta tu thành thánh hoàng, thành vu tổ, cao cao tại thượng, tiêu diêu tự tại, làm đan đồng cho người ta thật sự bôi nhọ chính mình mà. Cực Lạc lão tổ thở dài nói: Lão đệ à, ngày hôm nay đại biến, thiên đế cũng không thể trường sinh bất tử. Có là lão ca ca ta đây cũng chỉ có mấy vạn năm thọ nguyên thôi. Đan đồng địa vị tuy thấp, thế nhưng nếu là có thể được vị Viên Thông Chân Quân này coi trọng, truyền thụ bất tử chi đạo, cũng có thể đứng hàng tiên ban, sẽ được sống mãi kìa. Mà không được không được, lão tử nhất định phải tìm một cơ hội, cũng muốn bái nhập làm môn hạ của y. Vị Vi Diệu Viên Thông Chân Quân kia phiêu nhiên vào thành, cất cao giọng nói: Ngày đạo nhân chứng đạo vãng tích, không sinh không tử, không trống rỗng không tràn đầy, hôm nay cảm ứng thiên địa sắp lại đại biến, đi tìm tốt đồ truyền bá viễn cổ bất tử diệu đạo, người có duyên đều có thể nhập làm môn hạ của ta, sẽ được sống mãi. Sao, thiên địa sắp lại đại biến rồi ư? Cực Lạc lão tổ nghe vậy sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng trong thành mà đi, vui mừng vô hạn nói: Tống lão đệ, chúng ta cùng đi thử thế vẫn. Diệp Húc bất đắc dĩ phải đi theo hắn vào Tổ Vương Thần Thành. Giờ phút này Tổ Vương Thần Thành sớm đã bị oanh động, có thể xuất hiện tại nơi này đều là thiên giới lừng lẫy nổi danh hung đồ, giết người như ngóe, tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng vị Vi Diệu Viên Thông Chân Quân kia sắc thực cường hãn, mà thủ đoạn lại không giống vu đạo, quả thật có thể là cổ tiên giáng xuống, không thể do bọn họ không tin được. Không biết bao nhiêu người tiến lên tìm vị trùng hư chân quân kia, chỉ thấy bên trong thiên quang truyền đến thanh âm của vị trùng hư chân nhân kia, gọi đám người Ứng Tông Đạo phân phó vài câu. Ma La Thiên lập tức tế lên một tòa Diêm La thần điện. Chân nhân cất bước đi vào trong điện, yên tĩnh không một tiếng động. Ứng Tông Đạo đứng ở trước điện, đối mặt với nhiều sự ngang ngược, cất cao giọng nói: Vừa rồi lão gia phân phó, chư vị muốn tìm tiên duyên cũng là đơn giản, chỉ cần cho lão nhân gia ông ta xem qua. Lão nhân gia ông ta nếu là vừa lòng, tự nhiên sẽ nhận lấy ngươi. Nếu không vừa lòng cũng không sao, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không khiến chư vị tay không mà về, nhất định sẽ truyền thụ một môn tiên pháp làm cho các vị có thể duyên niên ích thọ. Ứng sư huynh, Ma Hoàng cùng với Hạng Thông Chủ là tâm cao khí ngạo bậc nào, thả chết cũng không nguyện đầu nhập vào chỗ thiên đế. Tâm cam như thế nào mà lại tình nguyện làm đan đồng cho trùng hư chân nhân, mà còn bộ dáng khăng khăng một mực như vậy chứ? Lúc này Diệp Húc trong lòng lại càng thêm tò mò, càng phát ra khẳng định trong đó có chuyện lừa bịp. Các hung thần ác sát khác, các đồ đệ đã ở quan vọng. Cuối cùng có một vị thánh hoàng nhịn không được quyết định thử đi vào trong điện thăm dò. Qua không lâu, vị thánh hoàng này cười ha hả từ trong điện đi ra, vui mừng vô cùng nói: Ha, tuy rằng không thể bái nhập tiên môn, nhưng cuối cùng cũng được chuyển tiên pháp. Ha. Hắn nhắm mắt thể ngộ một lát, trên mặt nét vui mừng càng ngày càng tăng, cười ha hả nói: Hề, tiên pháp, quả nhiên là tiên pháp mà. Một cái đại thủ đột nhiên hung hăng chụp xuống, đập cho vị thánh hoàng này tan xương nát thịt, lập tức lấy tay một chảo, đem hồn phách trí nhớ của y hết thảy kéo ra. Chỉ thấy một vị tướng người hung ác, quanh thân chảy rộng lân giáp, ánh mắt cao cao gồ lên, nhe răng cười liên tục, đem hồn phách trí nhớ người này luyện hóa. Bộ mặt thì dữ tợn vạn phần. Tiểu tử,
bản thân ta muốn nhìn xem có phải tiên pháp hay không. Hay, hay, thế gian nay lại có diệu pháp kỳ lạ bậc này sao? Ngạc tổ sao? Sắc mặt của Cực Lạc lão tổ biến hóa, thấp giọng nói: Tống lão đệ, người này tên là Ngạc tổ, tu vi thực lực so với ta không kém hơn bao nhiêu, nhưng thủ đoạn thì lại độc ác hơn rất nhiều. Người này kiến thức nhãn giới cực kỳ cao minh, nếu y nói thật, vậy nhất định là thật rồi, mà không được không được. Lão phù cũng muốn đi vào thử thể vấn. Những người khác thấy thế cũng kìm nén không được, đều tiến vào Diêm La Ma Điện. Diệp Phúc chờ đợi một lát thì thấy Cực Lạc lão tổ từ trong điện đi ra, vui mừng vô cùng nói: Ha, lão đệ, lão ca ca tuy rằng không thể bái nhập môn hạ chân nhân, thế nhưng cũng nhận được một môn tiên pháp, không bằng lão đệ cũng đi thử thể vấn. Nói không chừng vị chân nhân kia coi trọng tư chất của đệ, cho đệ đứng hàng tiên ban. Diệp Phúc chấp chấp nhẫn tình cười nói: À, lão ca ca, lão huynh cứ như vậy tự nhiên được một môn tiên pháp mà không phải tốn phí thù lao gì sao? Cực Lạc lão tổ cười nói: Ồ, thế gian làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Lão tử phải nộp ba đường thái thanh linh mạch, vị lão chân nhân kia mới chịu truyền thụ. À, tuy nhiên ta như thế này đã xem như là may mắn rồi, còn có người đem tất cả vào bối trong người, thậm chí ngay cả quần lót cũng lấy ra, vị lão chân nhân kia cũng không có truyền thụ cho kìa. Quả nhiên ba người này thật cặn bã, việc hay như vậy, vừa rồi rõ ràng lại không có kêu đến ta. Diệp Phúc nghe được lời này trong lòng tức giận mà thầm nói: Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng Diệp Phúc có thể khẳng định về phương diện này đúng thật sự là ba người Ứng Tông Đạo đang giở trò. Vì vi diệu viên thông chân quân kia chỉ sợ là vi diệu viên thông chân quân thực sự, thế nhưng mà chắc là xác ướp của chân quân, bị Ứng sư huynh luyện thành thân ngoại hóa thân. Hơn phân nửa bọn họ lại đi thiên phần đào mả. Diệp Phúc thầm nghĩ: Bọn họ rõ ràng tính lừa ác nhân trên bảng truy nã của thiên giới, thật sự là to gan lớn mật mà. Những ác nhân này người nào cũng không phải là những nhân vật giết người như ngoé chứ. Chẳng những có nhiều thánh hoàng, thậm chí còn có bậc vu tổ như Cực Lạc lão tổ, thậm chí còn có bậc đầu sọ như Vu Đàm tổ thần vương. Nếu là bại lộ, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn rồi. Suy đoán của hắn với thực tế tình hình cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc trước đám người Ứng Tông Đạo đi tới thiên giới, bọn họ liên tục cướp hơn 80 thành tên được lên bảng truy nã ác nhân của thiên giới. Ở cửu thiên thần giới không có nơi sống yên ổn, bởi vậy bọn họ tiến vào bên trong thiên phần, một bên tu luyện, một bên đào mả tìm bảo vật. Quả nhiên bọn họ đào ra được một vị chân quân viễn cổ đích thực, vi diệu viên thông chân quân, đạo hiệu Trùng Hư chân nhân, cũng được gọi là Liệt Ngự Khấu, là một vị đại năng ở tiên giới. Khi đã có tuổi, thực lực lúc ngày đương sinh thời cũng giống như thần vương đế quân ngày nay. Vi diệu viên thông chân quân, đạo hiệu Trùng Hư chân nhân, cũng được gọi là Liệt Ngự Khấu, là một vị đại năng ở tiên giới. Khi đã có tuổi, thực lực lúc ngày đương sinh thời cũng giống như thần vương đế quân ngày nay vậy. Vị chân quân này không có hóa đạo, chính là do thiên nhân ngũ suy mà chết, thân thể vẫn còn. Thân thể của ngài mạnh mẽ đến nỗi có thể xoay chuyển thiên địa đại đạo, ở trong thế giới vu sinh sôi mở ra một cái tiểu thiên địa, hóa thành thế giới tiên. Ứng Tông Đạo đào ra vị chân quân này thì chỉ thấy vị chân quân này ngồi xếp bằng tại trong đất trời bé nhỏ của chính mình, tiên quang vạn đạo, thân như thiên địa, tất cả lớn nhỏ ngàn vạn quần tiên cũng khoanh chân mà ngồi ở trong đất trời bé nhỏ của ngài, cũng tận số hóa đạo tạo hóa mà chết. Những tiên nhân này dựa vào uy năng của Trùng Hư chân nhân, sau khi thiên địa đại phá diệt vẫn sống sót rất nhiều năm, nhưng không có cách nào ngăn cản thiên địa lui tránh đại thế, cuối cùng thân tử đạo tiêu, làm người ta than tiếc. Lúc bấy giờ, một đám đồ đệ hung thần ác sát cung kính đi vào Diêm La Ma Điện, sau đó thì hoan hoan hỉ hỉ đi ra, cũng lại có vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên là vừa bị vị vi diệu viên thông chân quân kia hung hăng làm thịt mất một khoản lớn. Hạng người cùng hung cực ác nhiều như vậy bị mắc mưu bị lừa, mặc dù là Diệp Phúc cũng không khỏi vì đám người Ứng Tông Đạo này mà toát mồ hôi lạnh. Ứng Tông Đạo truyền thụ tiên pháp cho bọn hắn hẳn là không có vấn đề, hiểu rõ xác thực tinh diệu pháp môn thực sự trong viễn cổ tiên đình. Đại khái là đám người Ứng Tông Đạo đào tiên phần là lấy được tâm pháp, nếu không sẽ không lừa gạt được những cao thủ này. Nhưng mà những kẻ có thể ở trên bảng truy nã thiên giới lưu lại tên họ cũng không phải loại sảng sĩnh, lâu thì 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 1-2 ngày, bọn họ cũng sẽ phát hiện cái gọi là tâm pháp viên thông chân quân truyền thụ cho bọn chúng căn bản không thể tu luyện. Đến lúc đấy, kỹ xảo ba người bọn họ nhất định sẽ bị vạch trần. Nhưng mà qua mấy canh giờ, cao thủ tiến vào Diêm La Ma Điện cầu tiên pháp đã đạt đến hơn 100 người, trong đó có Vu Tổ, có Cực Lạc lão tổ, Ngạc tổ, những bậc cường giả này trong Vu Tổ đứng nhìn xem mà Diệp Phúc thấy kinh hồn táng đảm, e sợ cho đám người Ứng Tông Đạo bị người vạch trần.
Bà cái tiền cặn bã này càng đùa càng quá trớn rồi. Không được không được, đợi ta tự mình đi xem ở trong ma điện hiện ra chân thân, làm cho bọn họ thu ta làm đồ đệ, sau đó làm cho bọn họ sớm thoát thân. Diệp Phúc thầm nghĩ. Ở trước cửa Diêm La Ma Điện, Ma Hoàng đứng chờ trong lòng cũng âm thầm bồn chồn, thầm nói: cái tên thằng nhãi ứng tiệu này lừa người càng ngày càng nhiều, huyền náo càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó kết thúc rồi. Bây giờ chỉ có thu bừa một thánh hoàng làm đồ đệ, sau đó cho Vi Diệu Viên Thông Chân Quân mở miệng nói đã muốn thu đồ đệ, công đức viên mãn, nhân cơ hội mà thoát thân, chạy ra khỏi Tổ Vương Thần Thành, sau đó sẽ đem cái tên đồ đệ không hay ho kia xử lý, vậy là việc lớn đã hoàn thành rồi. Đột nhiên một cỗ sát khí nồng đậm như máu áp đảo đè xuống, chỉ nghe thấy một thanh âm rất nặng cười ha ha nói: Vị Diệu Viên Thông Chân Quân sao, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có phải tiên nhân thật hay không, nếu không phải vậy là gạt ta, tội đáng chết vạn phần, nếu như là thật lại càng tốt, lão sẽ giết chết ngươi, được cả một thân thần thông của ngươi, làm theo có thể trường sinh bất tử. Từng đợt hung uy tràn ngập mà đến, chỉ thấy một gã nam tử cao gầy tong teo bước đi, quanh thân trùm kiến lông vàng, kim quang chói mắt. Mặc dù hung ác như ngạc tổ, nhìn thấy người này cũng như chuột già gặp mèo, cuống quýt tránh né. Người này nhe răng cười liên tục, đi nhanh về hướng Diêm La Ma Điện, hung uy bắn ra bốn phía, cười to mà nói: cổ tiên cái chó má gì chứ, bất quá là sống lâu hơn ta, thế nhưng thực lực thì chắc gì đã mạnh hơn ta chứ. Là Kim Bằng lão tổ. Cực Lạc lão tổ sắc mặt kịch biến, hô nhỏ mà nói: không xong rồi, kẻ tàn nhẫn tới rồi. Diệp Húc sắc mặt cũng biến hóa. Kim Bằng lão tổ chính là vu tổ cao nhất, so với Cực Lạc lão tổ còn mạnh hơn rất nhiều. Ứng Sư huynh bọn họ mặc dù đem Vi Diệu Viên Thông Chân Quân luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở được người này. Trên bảng truy nã của thiên giới, vu tổ cũng không ít, mà Kim Bằng lão tổ còn là người nổi bật trong đám người đó, gần thứ bậc với Đàm Tổ Thần Vương. Ma Hoàng cùng Hạng Tịch sắc mặt nhất thời thay đổi, thầm kêu không xong. Ứng Tông Đạo tuy mặt vẫn không đổi sắc, thế nhưng tim cũng đập loạn thình thịch, tính toán nên thoát thân như thế nào. Chỉ thấy Kim Bằng lão tổ đi nhanh tới gần, quanh thân đạo vận gào thét bay ra, ngưng tụ ra một con kim sĩ đại bằng mờ mờ ảo ảo, bay về phía sau người, tới gần Diêm La Ma Điện. Hồng Mông chưa tích hữu thần thú, nhất khô nhất vinh nhất kỷ nguyên. Đột nhiên chỉ nghe tiếng ca truyền đến, những loạn không khí ngưng trọng. Diệp Phúc đột nhiên triển khai hư vô ấn, ẩn trong hư không một đạo cầu vồng đi ra ngoài Tổ Vương Thần Thành, hiển lộ thân hình. Quanh thân đủ loại đạo vận thần văn trào ra, bao khắp quanh thân, che giấu đi bộ mặt, đi nhanh về hướng Diêm La Ma Điện, vừa đi vừa ca, dài thanh cười nói: từng thấy cây thần bảy lần khô héo, tính ra chỉ sau 6-7 năm, trùng hư tiểu đạo hữu đã lâu không gặp rồi. Diệp Phúc âm thầm vận chuyển lưu quang ấn, từng bước cầu vồng đi trước Kim Bằng lão tổ, từng bước đi đến trước điện, quét đám người Ứng Tông Đạo liếc mắt một cái, ha ha cười nói: ba vị tiểu đồng, kính xin đi vào thông báo một tiếng, có cố nhân tới thăm. Trong Tổ Vương Thần Thành, nhiều cường giả nghe tiếng ca, trong lòng không khỏi lại chấn động. Có người thấp giọng nói: chẳng lẽ lại tới một vị cổ tiên nữa sao? Nghe được trong tiếng ca của người này nói, người này lấy kỷ nguyên tính tuổi, một tuổi một kỷ nguyên. Nghe nói thiên địa đại phá diệt một lần, tính là một kỷ nguyên, mở ra một thời đại. Người này rõ ràng sống 6-7 kỷ nguyên, so với vị Vi Diệu Viên Thông Chân Quân kia sống lâu còn muốn dài hơn không biết gấp bao nhiêu lần kìa. Khó trách người này gọi ngài là tiểu đạo hữu. Đây mới là đồ cổ chân chính, đồ cổ chân chân chính chính kìa. Tuổi thọ của người này đã muốn không biết bao nhiêu cái trăm triệu năm, quả thực không thể dùng năm mà tính toán rồi. Chẳng lẽ vừa rồi lời nói vị Viên Thông Chân Quân kia là thật, thiên địa sắp lại có đại biến rồi sao? Nếu không đồ cổ này làm sao lại có thể đột nhiên xông ra như vậy? Lúc bấy giờ chỉ có Cực Lạc lão tổ, không thấy Tống Cao Đức bên người, hết nhìn đông đến nhìn tây, suy nghĩ mà nói: Tống lão đệ đi nơi nào rồi vậy? Kim Bằng lão tổ cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống Diệp Húc, điềm nhiên nói: lại tới một cái đồ ăn nữa hay sao? Lão lông hỗn nạp này, ngươi là yêu nghiệt nơi nào đến vậy? Con chim nhỏ, ngươi hãy từ từ nghe ta nói. Diệp Húc cười ha ha, cất cao giọng, ra vẻ tiên phong đạo cốt nói: đạo nhân vốn là Hồng Mông sinh ra, từ trước khi khai thiên tích địa, ta đã từng thấy qua Long Hán, gặp qua Nguyên Thủy, đã gặp Vu Yêu, gặp qua Lục Đạo, trải qua sinh tử tan biến. Ngọc Đế gặp ta cũng muốn gọi một tiếng tổ, Phật Tổ gặp ta cũng muốn xưng một tiếng thánh. Hóa thân của ta có hàng tỷ, một được mãi mãi được, một chứng mãi mãi chứng,
thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên. Khi thiên địa khô, ta không khô, khi thiên địa mở thì ta tự khai tích độ nhân. Mỗi khi trải qua một lần thiên địa đại kiếp nạn, ta lại tu thành một loại thần thông. Nay thần thông ta có 7 thứ, vũ đạo chỉ là một trong số đó. Những lời này khẩu khí thật lớn, trong lòng mọi người chỉ dám nói thầm, mặc dù là ba người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch, trong lòng cũng thật sự bất an. Người này khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự có biết trùng hư chân nhân hay sao? Hỏng rồi, hỏng rồi, gặp được chính chủ rồi, việc này nên làm như thế nào cho xong việc đây? Lão tạp mau, khẩu khí thật lớn. Kim Bằng lão tổ thì không ngừng cười khanh khách, điềm nhiên nói: "Ta xem ngươi bản sự cao, thế nhưng khẩu khí to đến dọa chết người rồi. Tuy nhiên, lão thì không phải là dọa, mà là một đao một thương giết tới hảo hán, giết người giết ra tới vu tổ. Chết đi cho ta." Âm vang một tiếng, phía sau của y, hai cánh kim sĩ đại bằng rung lên, hư không chấn sập, giơ vút chụp tới hướng Diệp Húc. Diệp Húc làm như không thấy, lắc đầu thở dài nói: "Loại xúc sinh lồng vũ, sau kỷ nguyên này thì ngươi chuyển thế trọng sinh, chi bằng phải nhớ ít đi một chút sát khí." Hỗn nguyên kim đấu vù vù bay lên không, kim quang vạn trượng, ma quang trào ra, chỉ nghe pang một tiếng, liền đem con kim sĩ đệ bằng do đạo vận Kim Bằng lão tổ ngưng tụ mà trà đi, rơi vào trong bồn cầu. Diệp Húc ha ha cười nói: "Nghiệt xúc, ngươi chưa từng thấy qua bảo vật này thôi. Ở trước đại vãng tích viễn cổ tiên đình, vẫn là ma đạo thống trị tam giới thiên địa nhân, bảo vật này là khi đạo nhân kia luyện thành một cái bồn cầu làm phương tiện sử dụng. Nay ta lấy bồn cầu thu ngươi, có thể giữ cho ngươi hồn phách bất diệt, đợi đến sau kỷ nguyên, lúc đó lại cho ngươi chuyển thế trùng sinh." "Sao? Ngươi muốn giết lão sao? Ngươi có thể giết được lão còn chưa sinh ra đâu." Kim Bằng lão tổ kinh hãi muốn chết, đột nhiên kêu to một tiếng, thân hình biến hóa, tầng tầng lớp lớp kim vũ trào ra, chạy rộng toàn thân, hai chân hóa thành vút sắc, hai tay hóa thành một đôi cánh vàng, tính vỗ cánh đào tạo. Phía sau y, cái kim sĩ đại bằng kia chính là toàn thân tu vi của y ngưng tụ mà thành, lợi hại vô cùng. Không nghĩ tới, đối mặt một chiêu liền bị Diệp Húc lấy đi, y đã thật sự sợ hãi. Đã không còn tu vi, nhưng y còn có thân thể, nguyên hình của y chính là kim sĩ đại bằng, tốc độ thiên hạ vô song, vỗ cánh nghìn vạn dặm không ai bằng, chỉ cần hóa thành nguyên hình là có thể chạy ra tìm đường sống. Y vừa mới hóa thành nguyên hình, chỉ thấy lại là một đạo ánh sáng đen trả đến, thân không tự chủ được rơi vào bên trong hỗn nguyên kim đấu. Chỉ một thoáng sau, đạo âm tan nát, bị khí dơ bẩn xâm nhiễm thân thể, hút đi một thân tinh khí, hóa thành một đống xương khô, hòa tan ở bên trong kim đấu. Diệp Húc hướng nhìn vào bên trong hỗn nguyên kim đấu, chỉ thấy Kim Bằng lão tổ đã chết, liền ha hà cười nói: "Nghiệt xúc, đợi 56 tỷ năm sau, sau kỷ nguyên thì đạo nhân liền cho ngươi chuyển thế." Trong tổ vương thần thành, không biết bao nhiêu người thấy một màn như vậy, trong lòng từng trận sợ hãi. Kim Bằng lão tổ là loại hung hãn như thế nào, thực lực là loại cường hãn nào, đã từng có thần vương đuổi giết y, đều bị y trốn thoát. Không nghĩ rằng, ở trước mặt người này, ngay cả cơ hội trốn thoát, chạy trốn cũng không có. Ma đầu trong bồn cầu này, khoảng cách xuất thế lại gần thêm từng bước rồi. Sau này có thể không dùng, thì liền không dùng, miễn cho tự thân nguy hiểm. Diệp Húc đem hỗn nguyên kim đấu thu hồi, âm thầm lấy một đạo thanh minh ấn chấn áp ma tính trong kim đấu, thầm nghĩ trong lòng: "Trùng hư tiểu đạo hữu, không mời đạo nhân đi vào ngồi một chút hay sao?" Diệp Húc hướng Diêm La Ma Điện đi đến, ha hả cười nói. Ba người Ứng Tông Đạo kiên trì đuổi kịp hắn, Ma Hoàng chấp chấp nhãn tình, thấp giọng nói: "Tiểu anh, giờ làm sao đây? Ta đã nói trước rồi, không nên làm huyên náo quá lớn, người cố tình muốn tới thần thành là một vé lớn như vậy. Này, đem một cái lão quái vật không biết sống bao nhiêu trăm triệu năm đi ra, giờ nên làm như thế nào cho xong việc đây?" Chết như thế nào cũng tốt, cái chính là lão không muốn chết ở trong bồn cầu. Hạng Tịch trên mặt sầu khổ, thầm nói. Còn cái chán của Ứng Tông Đạo toát ra đầy mồ hôi lạnh tinh mịn, thản nhiên lên tiếng: "Thôi thì tùy cơ mà ứng biến." Ba người Ứng Tông Đạo trong lòng lo sợ bất an, đi theo Diệp Húc vào trong Diêm La Ma Điện. Chỉ thấy Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vi Diệu Viên Thông Chân Quân đang ngồi ngay ngắn, thở dài nói: "Trùng hư tiểu đạo hữu, ở kỷ nguyên tiên đình, ngươi đã từng hỏi ta lấy chứng đạo trường sinh. Lúc ấy ta đã nói với ngươi, ta có khả năng truyền thụ cho ngươi trường sinh, chính là trường sinh ở kỷ nguyên này. Còn về phần ngươi có thể sống tiếp đến kỷ nguyên tiếp theo hay không, khả năng ấy là cực kỳ bé nhỏ, không nghĩ tới câu nói ấy rốt cục đã thành một câu sấm."
Vi Diệu Viên Thông Chân Quân ngồi xếp bằng trên 12 đài sen, trên thân kết đủ loại dị tượng, yên lặng không nói gì. Diệp Húc lã chã rơi lệ, thở dài mà nói: đáng tiếc, tài tình hơn người, Vi Diệu Viên Thông Chân Quân nằm đấy, nay lại bị người luyện thành thân ngoại hóa thân, giả danh lừa bịp, ngày xưa vinh quang thành lưu, nay hết thảy hóa thành mây khói, không thể không làm cho người ta tiếc hận. 7 năm rồi, thế nhưng không có một vị đạo hữu nào cùng ta đi qua 7 năm này. Vắng vẻ quá. Ba người sợ đến dựng cả tóc gáy, trong lòng lại càng không yên. Ứng Tông Đạo ho khan một tiếng nói: Tiền bối, ngài là thế ngoại cao nhân, ngài nhảy ra phàm tục, chúng ta có phải muốn vui đùa một chút? Vui đùa một chút sao? Diệp Phúc xoay người, nửa cười, nửa không nói. Lấy xác chết bạn cũ của ta để giả danh lừa bịp, đây gọi là vui đùa một chút sao? Có muốn hay không ta cũng vui đùa một chút, cũng đem bọn ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân đây. Quanh thân Hạng Tịch mồ hôi đổ ra như tắm, trong mắt Ma Hoàng hung quang chợt lóe lên quát lớn: Nếu ngươi mà bức bách chúng ta cho dù có chết cũng muốn cùng ngươi liều mạng, ngươi chết ta sống. Diệp Húc mỉm cười nói: Các người yên tâm, ta cũng không phải là không có nhân tình. Ống tay áo của hắn nhẹ nhàng rung lên, lạnh nhạt mà nói: Đạo nhân sống 7 kỷ nguyên, trải qua 7 lần thiên địa tan biến, thường lấy sinh ly tử biệt, còn có cái gì không nhìn thấy đây? Như Tương Vương Hầu, cho dù được gọi là tiên đế vĩnh sinh bất diệt, tương lai cũng là một đống xương khô. Chỉ có đạo nhân ta, hóa thân hàng tỷ, thần thông vô lượng, vĩnh chứng bất hủ. Chỉ cần các ngươi đem xác chết trùng hư tiểu hữu hậu táng, đem các đồ lừa gạt cướp đoạt hết thảy giao hết ra đây, ta liền không truy cứu, tha cho các ngươi một con đường sống. Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch cùng Ma Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Ba người liếc nhau, chỉ thấy Vi Diệu Viên Thông Chân Quân thân hình khẽ động, từng đường thái thanh linh mạch cùng thánh bảo, các loại tài liệu đều lần lượt bay ra, chồng chất như núi. Các loại thánh bảo tài liệu này rất nhiều chủng loại, trong đó thánh bảo trong phân thân đã bị người luyện đi, không còn có nửa phần uy năng. Diệp Phúc phóng mắt nhìn tới, mặc dù hắn thường ngày nhìn thấy bảo vật, bảo bối trong ngọc lầu của hắn so với bảo bối của Ứng Tông Đạo và đám người muốn nhiều hơn rất nhiều, nhưng giờ phút này thấy các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, làm cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cười nói: Các người quả nhiên là lòng tham, rõ ràng vơ vét nhiều tài vật như vậy. Đáng tiếc người mà chết đi, tất cả thành không. Đạo nhân thấy các người cốt cách thanh kỳ, tư chất bất phàm, đơn giản các người chỉ cần một cái tiền đồ tốt, các người bái ta làm thầy đi thôi. Hàng Tịch nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, đang muốn bái sư, Ứng Tông Đạo cùng Ma Hoàng đều lộ ra sắc mặt hồ nghi, vội vàng kéo ông ta lại, không cho ông ta quỳ xuống bái sư. Ứng Tông Đạo thản nhiên nói: À, tiền bối, đạo của mình muốn có thì chính mình đi tìm, há có thể dựa vào người khác chỉ điểm được. Ma Hoàng cười ha hà nói: Ứng lão đệ nói không sai, đường của mình muốn đi thì chính mình tìm kiếm, dựa vào tâm pháp người khác, tu luyện người khác truyền thừa, chung quy chính là ở con đường người khác, ăn vào vô vị rồi. Diệp Húc ca cười nói: Các người muốn tìm được đường của mình thực có chí khí, thế nhưng mà tiền đồ xa vời, các người nếu là đi lầm đường, quay đầu lại thì muôn vàn khó khăn. Đạo nhân từ Hồng Mông sơ khai, trải qua 100 triệu kiếp, chỉ điểm cho các ngươi bến mê chính là dễ dàng. Ngươi chính là Ma La tộc phải không? Trước lục đạo tan biến, ta đã từng thấy qua tổ tiên tộc các ngươi, chỉ điểm cho bọn họ tu hành. Tâm pháp của ngươi mặc dù tốt, nhưng ở trước mặt ta chỉ là tiểu hài tử của gánh xiếc hài mà thôi. Nhưng nếu ta truyền thụ cho ngươi địa ngục đại đạo, là cho ngươi thần thông viên mãn. Hắn nói như vậy, Ma Hoàng cũng do dự, nhìn về phía Ứng Tông Đạo thấp giọng nói: Ứng lão đệ, thập điện của ta, Diêm La Ma Hoàng đại điển xác thực có nhiều chỗ không đủ. Tuy rằng có thể tu luyện tới cảnh giới thánh hoàng, nhưng nếu là tiến thêm một bước sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nếu là có 18 tầng địa ngục đại đạo. Ứng Tông Đạo ánh mắt chớp động, hiển nhiên đối với việc Diệp Húc muốn thu bọn họ làm đồ đệ là một chuyện có chút hoài nghi, trong lòng thầm nghĩ nói: Loại thủ đoạn này hãm hại lừa gạt trong tam muội, hình như có chút quen mắt thì phải. Diệp Húc ánh mắt quét về phía Ứng Tông Đạo, lạnh nhạt nói: Tâm pháp của ngươi rất là kỳ lạ, lấy vu làm cơ sở, lấy tiên lam làm phụ, vu tiên kết hợp, ý đồ khai sáng một loại tâm pháp hoàn toàn mới. Nhưng mà ngươi sinh quá sớm, 1 kỷ nguyên này còn chưa kết thúc, liền vẫn là thế giới vu. Tiên pháp vô dụng, cho dù ngươi luyện một đời một thế đều không thể đem tâm pháp hoàn thiện. Ngươi nếu là bái đạo nhân ta làm sư, đạo nhân có thể truyền thụ đại đạo cho ngươi vu tiên hoàn mỹ kết hợp. Ứng Tông Đạo cũng không khỏi động tâm,
hắn gặp gỡ bất phàm, được đến tiên truyền thừa, lại cùng vũ pháp dung hợp khai sáng ra con đường của bản thân mình. Nhưng mà muốn khai sáng ra một cái hệ thống hoàn toàn mới là khó khăn bậc nào. Lúc này hắn mới tu luyện đến cảnh giới thánh hoàng, cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu như người này thật có thể truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo, bái ông ta làm thầy thì cũng có sao. Chỉ là tất cả những điều này ta cảm thấy đó là một âm mưu thì phải. Chẳng lẽ nói ta đã làm chuyện xấu nhiều rồi nên trong lòng nghi thần nghi quỷ hay sao? Tiểu ứng tử, là làm sao bây giờ? Hạng Tịch cùng Ma Hoàng quay đầu lại dò hỏi. Ứng Tông Đạo cắn chặt răng nói, tiền bối, người nếu có thể nói ra tiên pháp ta không biết, bái ngươi làm thầy cũng không sao. Cái này đơn giản, ta có 8 chữ cho ngươi, ngươi hãy nghe kỹ. Diệp Phúc mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, kết một cái huyền ảo thủ ấn, cất cao giọng mà nói. Hằng, cổ, đạo, diệu, tự nhiên tới thực. Ứng Tông Đạo trong đầu ầm ầm, chỉ cảm thấy 8 cái chữ này vô cùng đơn giản, lại tích chứa vô cùng đạo lý, làm cho người ta càng cân nhắc, càng cảm thấy thâm. Hắn ta thở dài, tâm phục khẩu phục, sửa sang lại vạt áo, liền muốn bái sư. Diệp Phúc đột nhiên cười ha ha nói. Sư huynh, Ma Hoàng, tổ sư, các ngươi luôn luôn lừa gạt người, này cũng bị ta lừa rồi, bị ta lừa rồi. Quanh thân của hắn, đạo vận thần văn hết thể tán đi, đảo ngược bánh xe số phận, hiện ra chân thân, đứng nguyên tại chỗ, cười dài mà nhìn ba người. Ba người đều ngây người, há mồm nhìn Diệp Phúc, sau một lúc lâu không nói ra lời. Vừa rồi, lão tử suýt nữa bị dọa đái ra quần rồi. Hạng Tịch tỉnh táo lại đầu tiên, không khỏi giận dữ, gào thét bổ nhào tiến lên, kêu lên. Đánh hắn, cùng nhau đánh hắn. Ma Hoàng cũng giận dữ, phi thân nhào tới cả giận nói. Chà đạp tên hỗn cẩu này, tiểu tử thối, vừa rồi nói bà hoa chích chòe, lão tử suýt nữa thì hướng ngươi dập đầu, thiếu chút nữa thì bái ngươi làm thầy rồi. Diệp sư đệ, không nên trách huynh. Đệ vừa rồi cơ hồ đem chỗ tài phú chúng ta cực nhọc lừa được hết thảy nửa đi, lại tàn nhẫn lừa gạt chúng ta, suýt nữa đệ đánh lừa cả huynh, không đánh đệ, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng mà. Ứng Tông Đạo cũng cùng nhau bổ nhào tiến lên, ba người vây quanh Diệp Húc hung hăng vừa béo vừa đánh một trận. Diệp Húc ra sức dễ dụa, cả giận nói. Các người có đạo lý hay không vậy? Tốt xấu gì ta cũng là nhân vật có uy tín, có danh dự, là hảo hán thứ nhất trên bảng truy nã kìa. Các người đánh ta như vậy, tin tức mà lan truyền ra ngoài, ta làm sao có thể sống yên ở thiên giới được đấy. Ba người bưng mắt bịt tai làm ngơ, tay đấm chân đá, chát hết bực tức ra rồi mới dừng tay lại. Ứng Tông Đạo sắc mặt đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ thế hổ thẹn. Diệp sư đệ đã muốn trò giỏi hơn thầy rồi, vừa rồi nếu chính hắn không hiện ra chân thân, ta liền thật sự muốn bái hắn ta làm thầy rồi. Hạng Tịch cùng Ma Hoàng cũng thầm nghĩ hổ thẹn. May mắn đều là người một nhà, nếu là những người khác thật là lật thuyền trong mương, 80 tuổi lão thái thua trẻ nhỏ mất rồi. Ứng Tông Đạo cười nói. Diệp sư đệ, ba người chúng ta nghe nói đệ đang ở đây, gặp gỡ tại thiên giới, rất là lo lắng cho an nguy của đệ. Này nhìn thấy đệ bình an, cuối cùng đã yên tâm rồi. Mà số linh mạch thánh bảo cùng tài liệu này, đệ cũng có một phần. Chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta liền ẩn cư một thời gian, chờ gió êm sóng lắng, sau đó sẽ trở ra. Cái này thì không cần. Diệp Phúc cười nói. Đệ còn có đồ tốt hơn kìa. Hắn tế lên ngọc lâu, bày ra một góc của ngọc lâu, chỉ thấy ngàn vạn linh mạch thái thanh, thượng thanh, bạt ngàn, nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có ngọc thanh linh mạch vỡ vụn, chất chứa thần văn. Đám người Ma Hoàng thậm chí còn chứng kiến nhiều thần liệu thần kim, từng khối giống như đại lục, giống như là vừa mới lên phía trên tinh cầu khổng lồ cắt xuống, to lớn đến làm cho người ta phải phát sợ. Thậm chí còn có bảo bối không biết tên, xác chết ma thần, đủ loại bảo vật chói mù mắt người. Ba người giống như hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Diệp Húc giống như nhìn một con quái vật. So sánh với tài phú trong ngọc lâu của Diệp Húc, tài phú mà bọn họ cực nhọc lừa gạt được thật sự là không coi vào đâu cả. Tiểu Diệp Tử, ngươi từ đâu lấy được bảo vật nhiều như vậy vậy? Hạng Tịch ánh mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm mà nói. Còn có thể lấy được ở đâu đây? Ma Hoàng cười lạnh nói. Tên tiểu tử này chính là côn chàng có hại, đi đến đâu chết chỗ đó, mỗi nơi đi qua đều là chết một số lớn người, không biết tai họa lại rơi vào ai được nữa đây. Ma Hoàng, ngươi xem. Diệp Phúc mỉm cười. Trong ngọc lầu, ngọc thụ đứng cao ngất, chỉ thấy trên cây trải rộng đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn, thậm chí còn có thần vận. Khi người ta liếc mắt nhìn một cái, liền tự hồ có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra đủ loại đạo lý, trong tâm trong óc liền hiểu ra nhiều điều. 18 tầng địa ngục sao?
Ma Hoàng thất thanh nói. Ánh mắt của y lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra, trên cây ngọc này có 18 tầng địa ngục, thiên địa đại đạo, đối với tâm pháp của mình có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ta vừa rồi mới nói, có thể truyền thụ cho ngươi 18 tầng địa ngục cũng không phải là một câu vui đùa. Ma Hoàng, ngươi có thể ở dưới ngọc thụ của ta ngộ đạo, về phần có thể ngộ ra hay không, còn phải xem tư chất của ngươi và ngộ tính của ngươi như thế nào kìa. Diệp Phúc cười nói. Ma Hoàng tim đập thình thịch cười nói. Chê cười, tư chất cùng ngộ tính của ta đều là thiên hạ đệ nhất, còn dám nói ta ngộ không ra đạo lý hay sao? Ánh mắt của Hạng Tịch cũng dừng ở trên cây ngọc thụ này, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Từ ngọc thụ nhìn ra đủ loại đại đạo phù hợp với mình, tựa hồ liếc mắt nhìn là có thể bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên thông suốt, khóa vàng, lĩnh ngộ đủ loại huyền ảo. Một ý nghĩ trong đầu Ứng Tông Đạo hiện lên, cười nói. Sư đệ, người mới vừa rồi nói có thể truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo, làm cho tâm pháp vô tiên hai loại, hệ thống bất đồng này kết hợp hoàn mỹ. Hay là người có diệu pháp gì vậy? Diệp Húc lắc đầu nói. Sư huynh, huynh nghĩ khai sáng tâm pháp, siêu việt vu quy tắc với tiên quy tắc, dung hợp hai đại hệ thống vào một thân, không có chiêu số tiền nhân có thể tham khảo, chỉ có huynh mới đi trên con đường này. Huynh là người có tu vi kiến thức sâu nhất, nếu là khai sáng thành công, huynh tất nhiên là đại tông sư kim cổ có 102 rồi, cũng nói không chừng còn mở một kỷ nguyên mới, để làm sao có thể chỉ điểm cho huynh được. Ứng Tông Đạo thở dài, có chút buồn bã. Diệp Húc cũng thở dài, trong lòng biết rằng tu vi của Ứng Tông Đạo càng ngày càng sâu, tương lai cùng vu đạo khác nhau nhất định càng lúc càng lớn. Huynh ấy tất nhiên sẽ không cùng con đường với đám người Diệp Húc, sẽ độc thân mà đi tới trước, tìm kiếm con đường lớn của chính mình, của riêng mình. Ta, Đàm Tổ Thần Vương, khẩn cầu bái kiến hai vị cổ tiên, kính xin hai vị thứ cho tội mạo muội. Đột nhiên bên ngoài Diêm La Ma Điện đột nhiên chuyển tới một âm thanh trong trẻo, không nhanh không chậm. Sao? Đàm Tổ Thần Vương sao? Trong lòng Diệp Húc cả kinh, cùng với đám người Ứng Tông Đạo liếc nhau. Vị tổ vương đứng đầu thần thành này, nhân vật truyền kỳ này rốt cuộc cũng đã đến. Chẳng lẽ mạnh mẽ như Đàm Tổ Thần Vương cũng bị Trường Sinh Bất Lão làm cho thay đổi được hay sao? Nét mặt Ma Hoàng Ma La Thiên lộ ra vẻ khó khăn nói. Vị thần vương này chính là tính tình trung trực, hậu đức tài vật, ta nghĩ tốt nhất chúng ta không cần lời ý là tuyệt vời nhất rồi. Ứng Tông Đạo cùng với Hạng Tịch đều gật đầu nói. Lời nói của Ma Hoàng rất có lý, chẳng qua hiện nay chúng ta không thể tiếp tục giả vờ, nếu không để cho người khác vạch trần chỉ sợ chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Diệp Phúc lúc này thay đổi bánh xe số phận, thay đổi diện mạo, lấy ra một đoàn Huyền Thiên Đại Đế, khoanh chân ngồi ở phía trước Vi Diệu, Viên Thông Chân Quân. Ba người Ứng Tông Đạo đứng ngầu ở phía sau hai người, giống như đạo đồng vậy. Đại điện chấp lên, một người chậm rãi đi vào trong điện, đến ở trước mặt Diệp Húc và Vi Diệu Viên Thông Chân Quân khoảng ngoài 10 trượng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, yên lặng, không nói gì. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 186 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy cũng xin nhắc lại một lần nữa là hiện tại kênh đang rất là rối. Như các bạn đã biết, dính rất là nhiều bản quyền. Hôm qua là 70 và hôm nay chắc là phải hơn rồi. Thì Khánh Duy cũng chưa có thời gian đọc guồng lại 3 tập một ngày như trước được. Với lại sức khỏe cũng chưa ổn định. Thì hôm nay tạm thời một tập đã mọi người nhé. Mai chúng ta sẽ lại mỗi ngày tăng dần. Để Khánh Duy có thời gian sửa lại cái đống bản quyền của kênh đã. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.